Hello Đạt. Hello Công. Hôm nay mời các bạn đến thăm nhà mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm nhà bạn Đạt nha bạn nha. Đó. Bước vào cổng thì mình ở đây thấy một cái gian lan các bạn đây. Lan quá trời lan luôn. Đạt, thích chơi lan hả Đạt? Đạt mà thích chơi lan thì thôi rồi. Các bạn đây mình thấy rất là nhiều lan luôn nha các bạn. Lan đột biến á, mấy tỷ á. Phải không? Lan đột biến hả? Đâu đâu cho coi nè. Đây hả? Lan này lan đột biến hả? Đột biến á, mấy tỷ. Phải không á? Sao mình như thấy lan đột biến nhưng mà thấy bình thường vậy? Không, nó đùa thôi. Ồ, bên này mình như thấy một cái lan màu vàng này. Là giống cái loại kia. Cái loại này với hai loại này là cùng loại hả nhưng mà khác màu thôi đúng không? Đúng rồi. Ồ, lan rất là nhiều luôn các bạn nha. Đó, vàng lan này là trên chắc trên tâm tỷ tỷ ha đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong các bạn ha. Đây là nhà của bạn Đạt nha các bạn. Nhà Đạt rất là nhiều Lego luôn, thì lát nữa thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem Lego nha. Nhưng mà ở đây các bạn này mình nhìn thấy đây có một cái tường như này. Cái tường này tường gì vậy Đạt? Đây là Long Ly Quy Phụng. Long Ly Quy Phụng hả? Đúng rồi. Đó, là rồng. Là con này con long đúng không? Long là con rồng này đúng không? Là con ly là con nào? Ly này. À con ly là cái con này là con giống sư tử hả? Đúng rồi. Đây con quy là con rùa này đúng không? Con này là con gì? Phụng. Phụng hả? Con phượng, phượng hoàng đúng không? Đúng rồi. Wow. Ồ cái này cao lắm các bạn nha. Nè, bạc nó cao nhưng mà ở trên này còn cao hơn nữa các bạn. Cái này cao khoảng 2 mét á. Thôi bây giờ mình di chuyển lên trên phòng của Đạt các bạn ơi. Trên này nhiều Lego lắm. Cái cổng hoa đúng không? Cái cổng hoa. Nhà hàng đúng không? Ôi nhìn đẹp mà giống như là cái cổng nhà hàng màu trắng á. Đúng rồi. Đây. Đó rất là nhiều nha. Ở bạn đây mình nhìn thấy có một cái thuyền này. Cano, đây là thuyền dạng như là cano ấy, cạnh sát. Đèn ở đây cũng đẹp. Đèn hũ hả đúng không? Vậy sau đây có cạnh cái cạnh quạt quay được này các bạn này. Để nó quay để nó chạy á. Ở đây cũng là cái cano phải không? Cano mà nhỏ hơn. Nhỏ hơn nè. Nhỏ hơn. Wow, đây xinh ha. Đây các bạn này, mình thấy nhất là cái chiếc này nè. Đây là trực thăng. Đúng không? Trực thăng đúng không? Quay được luôn này. Quay được hai trước sau đi bay hết này. Xinh ha. Còn cái này mô hình này là mô hình lần trước mình gọi review này các bạn này. Mình quay xa xa thôi chứ lần trước thì mình không chi tiết. Còn cái này cái nhà hàng đúng không? Đây là nhà hàng này, là nhà hàng của Nhật á. Của Nhật không? Đây này có người có khách đi vào này. Đạt, mình thấy ở đây hình như là ăn mì cay đúng không? Đang ăn mì cay này đúng không? Mì cay á. Cái này có bàn ở dưới rồi trên lầu rồi có đủ thứ luôn á. Cái này hình như người yêu của Đạt này. Đúng không? Ông này là ông nhà bếp này, ông này ông nhà bếp này. Nói cho mình ăn đấy. Ông nhìn đẹp đó các bạn nha, cái này nhìn đẹp cực kỳ luôn á. Cái này lót lâu lắm các bạn. Chưa hết đâu các bạn, bên này nè, quá trời. Đây, Đạt có thêm một con mèo các bạn này. Đây là mèo của mình đấy. Đó, con mèo đang đông ngủ. Mèo này là không ăn thịt chân cá mà ăn sầu riêng các bạn. Cái gì? Ăn sầu riêng nữa hả? Ăn sầu riêng không à. Sầu riêng mà đồ cho mèo có thịt cá nó không ăn. Vậy hả? Mèo lay tay. Mèo lai tây hả? Nên là thích ăn sầu riêng thôi hả? Sầu riêng ghê lắm. Đạt, ở đây mình nhìn thấy một rổ Lego luôn hả? Cái này là mình tháo ra, mình chia lắp, đây nhiều lắm. Trời ơi, đúng luôn các bạn nè. Đây có cái... Sáng tạo là mình lắp rồi. Đây có cái lưỡi nhện rồi nè. Nhiều lắm. Nhiều ha. Ở đây là những cái tờ dạy hướng dẫn nè. Đúng rồi, có hướng dẫn. Wow, như này đôi, một mở như này thì biết lắp như nào ta? Mình cứ lắp dần dần nào mình thích thì mình lắp thôi. Đây hả? Đây nè, còn đây là những cái mô hình mà Đạt đã lắp sẵn này. Con này khủng long đẹp lắm á. Có khủng long này trước thì mình còn có cơm này các bạn đây. Đây nè. Đây các bạn, bên này nhiều mô hình lắm luôn á. Nói chung là nhà Đạt rất là nhiều Lego các bạn ơi. Đó. Đây, cái này chất lơ đây. Cái này là... Đó. Cái này là cái gì? Xe tăng hả? Đang bận nhau hả? Xe cái này là... Đây các bạn, cái này nó xoay bên này nè. Nó đi di chuyển bên này. Vui hả? Ủa cái này có một ông người cầm kiếm này đúng không? Kiếm đúng á, nó nhau á. Cái này nhau đúng không? Đây. Đây cầm cung hả? Cung mà dạng như người gác ở trên cao á. Gác cổng á. Xin ha. Rất là nhiều các bạn nha. Đây nè, đây một chiếc xe này nè. Xe này chạy được đúng không Đạt? Được, chạy được. Nó hơi nặng một tí. Nó hơi nặng đúng không? Ở đâu? Thấy không? Được á. Lego mà nó có chạy được đúng các bạn nha. Chạy luôn, đây là tự lắp luôn á. Tự lắp luôn hả? Các bạn này nay ta toàn Lego lắp lại nha các bạn nha. Rất đẹp các bạn ơi, tuyệt vời. Đây nè, mình nhìn thấy cái này cái gì nè. Rồi cái nó vườn thông, một cái thông ấy. Này đúng rồi. Đúng không? Này cái này có cái thông này đúng không? Cái vườn này. Vườn á, công viên á. Ồ đẹp kìa các bạn ơi. Cái này rất nhiều nha. Cái này là lướt sóng các bạn nè. Nè, cái này đang lướt sóng này. Đó, cùng ông người ông đang lướt sóng này.
Ủa cái đèn học, cái đèn học là banh bóng ha. Đạt có mi là banh không Đạt? Có chứ, nè có banh, coi cái banh trước. À trai mà, mạnh mẽ. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Ở đây có cây xương rồng nha các bạn này. À đúng rồi, vườn nhà mình đúng rồi. Đó, banh. À, đó. Là Đạt dẫn mình đi thăm vườn đúng không? À thăm vườn, nhiều loại cây lắm Nguyên. Sầu riêng, rồi mưa, rồi cà phê, tiêu. Thì mình cho các bạn xem vườn nhà của bạn Đạt nè. Hết cái wow. Nhà mình hết đó đó Nguyên. Nhiều ha. Ừ, hết cái khu này là nhà mình hết đó. Ủa cái vườn này chắc trồng đủ loại cây luôn được không Đạt? Đúng rồi, đủ loại cây hết đó Nguyên. Giờ là có chôm chôm chín luôn rồi Nguyên nè. À chôm chôm hả? À. Ủa cái chôm chôm đại chứ các bạn nè. Chôm chôm thái Nguyên. Trời ơi. Ngon lắm. Chôm chôm này có thuốc không Đạt? Không, không, chôm chôm này nhà mình làm trồng để ăn là không có thuốc. À trồng để ăn đúng không? Tôi quay thử xem, ngon lắm. Đạt, Đạt ăn trước đi. Ừ. Ngọt lắm phải không? Ngọt nó giòn lắm Nguyên. Ồ đại vậy hả? Không cho Nguyên đại không nào? Ừ. À các bạn nè. Chôm chôm nha Đạt các bạn. Chín hết rồi các bạn ơi. Đã luôn nè. Ừ, giòn á. Ngọt nó giòn á. Ừ. Cái vỏ giòn luôn á. Cái vỏ rất là mỏng các bạn ơi. Hộp vỏ nhỏ nữa. Ngon, ngon, ngon lắm luôn Nguyên. Ngọt hả? À ngọt á. Ừ, bây giờ mình sẽ chỉnh quá là chỉnh luôn này Đạt. Quá trời ghê luôn Nguyên. Nhiều lắm. Ừ, mình cho các bạn xem nè. Ngọt lắm luôn các bạn ơi, ngọt lắm. Ừ. Mình chỉnh hết rồi nè bạn nè. Anh mình hại tại đây ha. Nhiều lắm bạn ơi, nhiều nhiều cực kỳ nhiều luôn. Nè. Đã ha. Ở đây ngoài cây chôm chôm này ra còn cây gì nữa không Đạt? Vải thì mít rồi sầu riêng rồi nhiều loại. Dạ nhưng mà mùa nào là có trái này hết Nguyên. Dạ nhưng mà hiện tại bây giờ mùa này chưa có vải đúng không? Chưa, chưa, chưa mùa vải chưa có. À, cái mùa này còn chôm chôm thôi đúng không? Chôm sầu riêng, chưa có đủ. Sầu riêng đó kìa. Không biết. Trái quất rồi kìa. Ừ. Mình thấy bên kia sầu riêng quá rồi kìa. Ừ. Đã quá. Không nhưng mà mình vẫn thích nhất là cây chôm chôm các bạn ơi. Chôm chôm ngon. Mình chôm chôm giòn ngon ha. Ừ. Ngon ghê luôn á. Thứ hai ăn luôn đi. Chúng ta rảy nha Đạt rồng lắm các bạn ơi, rồng tinh hang luôn. Đây, mình ăn đại nè ha. Đỏ luôn này. À, mời mời các bạn ăn cái chứ. À, mời các bạn ơi. Ờ này giờ ăn không mời các bạn hả? Mời đây các bạn. Mời các bạn ngon nha. Ngon rồi. Giòn. Ngon của mình quen. Ngon á. Chôm chôm thải các bạn nè, chôm chôm thải này còn sống ăn cũng được nha. Ừ, ăn thử còn sống này. Ừ. Cải xanh xanh này ăn cũng được các bạn nè. Ừ. Thử luôn, em thử luôn nha. Ừ. Nó cũng chín rồi không Nguyên. Xanh ăn cũng được á, nhưng mà hình như nó không ngọt bằng chín đúng không? Nó không ngọt bằng Nguyên, nó hơi chua chua. Hơi chua chua đó. Ngon Nguyên. Ăn ngon đúng không? Ừ, cũng ngon, nhưng mà không ngọt bằng cái đây này. Không, nhưng mà nhìn thấy cải xanh này ăn nó giòn đúng không? Nó giòn hơn đúng không? Ăn Nguyên. Nó giòn. Ừ, đúng rồi. Không mà để chín là ăn nó mềm hơn. Đúng rồi. Ủa bên kia mình nhìn thấy kìa. Ăn chín nè Đạt đây nè. Bên này chín đỏ luôn này Đạt này. Ừ, nó ngọt lắm luôn không Nguyên. Bên đây chín đỏ luôn nè. Ừ, nó ngọt dữ lắm luôn á. Ngọt lắm hả? Ừ. Để thấy cho Nguyên thử nha. Lan lan mình hại một ít mình về mình ăn đi Đạt. À. À. Thôi các bạn nè, nè chín đỏ luôn này. Nó đã nhưng mà nha. Chúng mà là toàn là cây nhà là vườn các bạn. Nên là từ trong được nha bạn. Từ trong được ăn được, nói chung là không có thuốc. À, ăn ngon hơn ở chợ nhiều nha. Ở thì ngày hôm nay thì mình vào thăm nhà Đạt các bạn. Nói chung nhà Đạt nói chung là rất nhiều thử để mà mình khám phá các bạn nha. Vườn này có nhiều thử khám phá lắm nhưng mà hôm nay thì mình chưa khám phá hết. Đó thì hẹn dịp sau thì mình sẽ vô khám phá các bạn nha. Thì còn lại thì mình với Đạt sẽ kết thúc clip tại đây luôn. Nếu các bạn mà yêu quý bọn mình thì hãy để lại cho mình một like cho bạn nha. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nha. Còn bây giờ bọn mình xin chào nha. Bye bye. Bye bye các bạn.